ai cũng mong mình có một mái tóc bồng bềnh, đen óng, mang vẻ đẹp người phụ nữ Á Đông. Tuy nhiên chẳng ai tránh được quy luật của tạo hóa. Con người ngày càng già đi và mái tóc sẽ bắt đầu điểm bạc. Nhân chứng sống chính là mình đây, mình chỉ ngoài 30 tuổi nhưng tóc mình đã xơ, thưa thớt và bạc ngày càng nhiều. Bất cứ ai trong hoàn cảnh của mình cũng sẽ hiểu bị stress như thế nào. Vẻ ngoài xuống sắc đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hôn nhân cũng như công việc của mình. Nhưng từ khi tìm được sản phẩm Hà Thủ Olapuna thì mọi thứ đã hoàn toàn khác. Sau khi đã dùng được gần một liệu trình thấy tóc đã bắt đầu mọc lại nhiều và đen chân tóc nên mình quyết định lên review cho mọi người tham khảo. Giới thiệu qua một chút về bản thân, mình là Thanh Ngọc, năm nay mình 34 tuổi, đã có gia đình và làm chuyên viên tư vấn ngân hàng. Do một phần gen di truyền từ bố mà từ nhỏ tóc mình đã có vài sợi bạc, nhưng khoảng gần một năm trở lại đây, tóc mình ngày càng trở nên yếu, rất dễ gãy, đặc biệt là tóc bạc ngày càng nhiều hơn. Hàng ngày đối diện với mái tóc bẩn làm mình vô cùng mệt mỏi và bế tắc. Ai nhìn cũng tưởng mình đã ngoài 40 khiến mình vô cùng tủi thân. Mình cũng không còn nhận được những lời khen xinh đẹp từ chồng nữa. Thực sự rất chạnh lòng. Đặc biệt công việc của mình thường xuyên phải gặp khách hàng nên vẻ ngoài vô cùng quan trọng và mình mất hẳn sự tự tin mỗi khi đi tiếp khách. Để bớt mặc cảm về bản thân mình đã tìm đến thuốc nhuộm tóc. Nhưng rồi nhuộm tóc quá thường xuyên khiến mái tóc ngày càng trở nên tồi tệ. Tóc mình vốn đã yếu ngày càng yếu và rụng nhiều hơn, tần suất nhuộm ngày càng tăng lên. Vòng tròn, trắng nhuộm đen trắng, cứ thế lặp lại không có hồi kết và nếu cứ tiếp tục sử dụng chất nhuộm như vậy có lẽ tóc mình sẽ rụng hết mất. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi mình tìm được sản phẩm Hà Thủ Olapuna, sản phẩm sử dụng công thức đen tóc 5 trong 1 giúp bổ gan, dưỡng huyết, hỗ trợ điều trị bạc tóc. Mình đã tham khảo trên các trang mạng về công dụng của Hà Thủ O trong việc trị về tóc, sau đó tìm được sản phẩm này. Lúc đầu mình cũng bán tín bán nghi lắm khi mua sản phẩm trên mạng, nhưng sau khi được nghe tư vấn vô cùng tận tình cũng như không còn cách nào khác, mình quyết định liệu sử dụng thử một liệu trình gồm 2 lọ xem như thế nào, dù gì cũng không còn gì để mất. Nhưng rồi điều kỳ diệu đã xảy ra, tóc đen đã mọc lên thay thế cho những sợi bạc, tóc cũng mọc nhiều hơn như kiểu chúng đã khỏi bệnh rồi ấy. Ngay khoảnh khắc đang ngồi gõ những dòng chữ này chính mình cũng không tin được nó là sự thật. Tóc mọc nhiều hơn. Tóc mọc ra là một màu đen khỏe mạnh thì còn điều gì tuyệt vời hơn nữa phải không à? Bây giờ mình như trút được nỗi lo bấy lâu nay. Khoe với chị em một chút, mấy hôm nay đồng nghiệp và chồng con luôn miệng khen mình ngày càng xinh đẹp hay trẻ hơn cả chục tuổi. Thực sự là một người phụ nữ khi nghe những lời này mình cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào. Từ giờ mình có thể tránh xa những chai thuốc nhuộm tóc độc hại cho cơ thể và tự tin khoe mái tóc đen bồng bềnh mỗi khi ra đường rồi. Mình thay đổi như vậy cũng có nhiều người hỏi bí quyết và mình đã chia sẻ để mọi người cùng sử dụng. Mình cũng có mua cho bố mẹ mình mỗi người một liệu trình để họ có thể đẹp bất chấp tuổi tác rồi. Với thành phần gồm 5 yếu tố chính là Hà Thủ O đỏ, đậu đen xanh lòng, địa hoàng, mè đen và mật ong, Hà Thủ O Alapuna không chỉ giúp hỗ trợ điều trị bạc tóc dứt điểm mà còn đẹp da, tăng cường sinh lý nam nữ bền vững, bồi bổ cơ thể, bổ tim thận, kích thích sinh huyết dịch, bền tinh khí, khỏe gân cốt, thải độc, nhuận tràng, gia tăng tuổi thọ, trẻ hóa cơ thể, hỗ trợ điều trị tốt cho những trường hợp cao huyết áp, mạch máu bị xơ vữa. Cách sử dụng thì vô cùng đơn giản. Khi mua hàng tại đây bạn cũng sẽ được tư vấn rất nhiệt tình và không lo mua phải hàng giả hàng nhái nhé. Mình thì dùng theo tư vấn một liệu trình, ngày uống 2 lần, mỗi lần 15 viên và kết quả như mình vừa chia sẻ đấy, không còn gì tuyệt vời hơn vì đạt được những gì bản thân kỳ vọng. Các chị em hãy sử dụng sản phẩm Hà Thủ Olapuna để có được mái tóc dài dặn, bồng bềnh như tuổi 20 nhé. Review đến đây thôi à. Mọi người hãy tự trải nghiệm và đánh giá nhé. Cảm ơn chị em đã đọc.